Khẩu súng pháo đồ chơi này là một trong những món đồ ưa thích của các bạn nam ngày xưa, từng được bày bán ở các cửa hàng đồ chơi thời đó. Đạn của nó là những viên pháo nhỏ có nguyên liệu trắng bên trong, được đính xung quanh một vòng tròn với số lượng 8 viên cách đều nhau như bạn thấy. Nhìn bao quát bên ngoài, súng có thiết kế như một khẩu Smith Wesson thật, nhưng cấu tạo của nó khá đơn giản. Khi tháo súng ra, bạn thấy có một khối trụ tròn được gắn vào trục lớn ở giữa. Mặt trước khối trụ chỉ là một khoảng trống, nhưng phía sau có nhiều chi tiết phức tạp hơn. Trước tiên, chúng ta sẽ có 8 lỗ được bố trí xung quanh trụ một cách rất đều nhau. Bên trong nó là những nhú kim loại được làm nhô lên và thiết kế này vừa khích với khoanh pháo đi kèm. Ta sẽ lắp pháo vào thử. Bạn thấy chúng hoàn toàn khớp với nhau. Những nhú nhô lên này sẽ đảm nhận việc kích nổ nguyên liệu bên trong viên pháo khi có lực tác động vào. Phía trong vòng lỗ là chi tiết có dạng như một bánh răng và có tác dụng làm xoay cả ấu đạn khi bắn. Bạn để ý mép ngoài cùng trên mặt phẳng này, ta sẽ có các chốt nhỏ nhô lên như những cây đinh của vòng quay số trúng thưởng. Những chốt này giúp cản lực quán tính của ấu đạn khi xoay, nhằm giúp viên đạn ở ngay vị trí chính xác của đầu búa kim quả. Bây giờ chúng ta sẽ lắp khoanh pháo vào ổ đạn, đặt nó vào trục chính giữa. Ở khu vực trên thân súng, ta có một đầu búa kim quả. Khi bóp cò, nó sẽ ngã về phía sau và bật lại để kích nổ viên pháo nằm trên ổ đạn. Một cái lẫy nhỏ chạy dọc theo khe sẽ được kết nối với bánh răng. Một gờ cản phía dưới cùng tiếp giáp với chốt nhỏ xung quanh ổ đạn. Tất cả những thiết kế trên sẽ giúp khẩu súng đồ chơi này hoạt động một cách rất trơn tru với tiếng nổ lớn và khói được tạo ra. Khi bắn hết một vòng đạn, ta sẽ kéo thanh kim loại phía dưới nòng để tháo súng ra, tách bỏ phần vỏ của khoanh pháo đi, lắp cái mới vào và chơi tiếp. Hồi đó, chúng tôi rất thích có được khẩu súng này và hay đi bắn chơi với các bạn cùng xóm. Khi đã chơi hết các vị pháo và không còn đạn để chơi tiếp nữa, chúng ta sẽ vào nhà lục tìm trong hộc tủ để lấy những hộp diêm. Sau đó tách phần nguyên liệu ở đầu diêm, làm nhuyễn nó ra, đồng thời cạo lớp phốt pho bên hông hộp diêm, rồi trộn đều tất cả lại với nhau. Bạn cũng biết đây là một hỗn hợp dễ phát nổ. Bây giờ ta sẽ lấy vỏ phanh pháo đã bắn lúc nãy, dùng một tờ giấy nhỏ gấp đôi nó lại, rồi cẩn thận cho những nguyên liệu này vào trong từng viên pháo. Sau đó, dùng thân que diêm nén chặt nguyên liệu bên trong lại. Mọi việc đã xong, chúng ta có một vị pháo tự chế có thể thay thế đạn cho súng đồ chơi. Ta sẽ lắp nó vào ổ đạn, gài súng lại và bóp cò. Bạn thấy, nó phát nổ và tạo ra khói không khác gì những viên pháo đã bắn ban đầu. Chơi được một thời gian, chúng tôi sẽ đem súng đi cất, rồi ra hông nhà tìm cây anten đã được tháo xuống từ hôm trước. Trên hệ thống anten này có những ống nhôm thẳng và tròn. Ta sẽ tháo lấy ống dài ra, dùng một cây dũa cắt nó thành hai đoạn có kích thước bằng nhau. Sau đó rửa cho sạch bụi và dựng đứng một lúc cho chúng khô đi. Khi hai ống đã khô, ta sẽ mang chúng vào nhà, lấy cuốn tập cũ, xé một miếng giấy nhỏ, rồi vò lại sao cho nó tạo thành một viên đạn tròn như thế. Nhớ vò tròn cho cứng lại, để khi cho vào ống nhôm, đạn có thể trượt đi một cách dễ dàng. Bây giờ, ta sẽ lắp viên đạn giấy vào một đầu của ống nhôm và thổi mạnh. Nhờ áp lực thổi, viên đạn sẽ trượt theo ống nhôm và bắn về phía trước. Với trò chơi này, chúng tôi thường thi xem ai có thể thổi được viên đạn bay xa nhất hoặc thổi trúng được mục tiêu nhiều lần nhất. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một viên bi màu hoặc 10 sợi dây thun chẳng hạn. Khi đã chán trò thổi phi tiêu giấy, chúng tôi sẽ gom hai ống nhôm lại. Sau đó, dùng một đoạn cây tròn hay chiếc đũa, bịt kín hai ống nhôm ở một đầu và để thông đầu còn lại, rồi cắt bỏ phần dư đi. Ta sẽ dùng một miếng gỗ vuông khoan thành hai lỗ xéo cách nhau chừng 1 cm với kích thước lỗ bằng đường kính của ống nhôm. Tiếp theo, chúng ta lồng ống nhôm vào hai lỗ này sao cho chiều dài của phần đầu bịch kính bằng khoảng một nửa chiều dài bên phía đầu thông. Tôi sẽ khoan thêm một lỗ nhỏ tại vị trí giữa hai thanh nhôm như bạn thấy. Bây giờ chúng ta sử dụng một đoạn gỗ tròn cố định nó vào một chân đế chắc chắn. Sau đó dùng cây đinh dài xỏ vào lỗ trên hệ thống này, đặt nó lên trụ tròn và đóng cố định lại. Tất cả đã xong, chúng ta đã làm được khẩu đại bác hai nòng bằng ống nhôm có thể xây được. Nhìn nó giống như một hệ thống phòng không. Để chơi nó, ta sẽ cho một ít nguyên liệu từ đầu diêm vào cả hai ống, dựng đứng hệ thống lên cho nguyên liệu dồn về phía dưới. Sau đó dùng một vài viên đạn giấy nhét vào ống của từng đại bác. Bây giờ ta sẽ chỉnh hướng cần bắn, đặt một cây nến vào chính giữa hai ống này. Ngọn lửa sẽ làm nóng phần góc thanh nhôm, đốt cháy nguyên liệu bên trong và bắn đạn giấy ra ngoài. Kèm theo đó là một luồng khói lửa phục ra từ miệng ống. Đại bác làm theo kiểu này sẽ bắn đạn đi khá xa và khi bắn lại trong rất quy lực. Chúng ta sẽ nạp đạn lại và chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo.